Xin chào tất cả các bạn kế toán. Tôi quay cái video này để tôi giải đáp cái câu hỏi của một bạn học viên để các bạn cùng tham khảo nhé. Các bạn học viên của tôi hỏi rằng công ty em mượn đất để xây dựng cái sân bóng, mà cái sân bóng này là để cho cán bộ công nhân viên của công ty em chơi thôi, thì em có được ghi nhận vào tài sản cố định không? Đấy, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phân loại cái nhóm tài sản cố định. Thì như trong thông tư 45 ấy, thì nó có mấy cái nhóm tài sản cố định, ví dụ như nhà, cửa, vật kiến trúc này, phương tiện vận tải, rồi thì máy móc, thiết bị ấy. Thì bây giờ nếu là cái sân bóng này thì chúng ta sẽ xếp nó vào nhóm nhà, cửa, vật kiến trúc. Thì đầu tiên em phải xem nào cái việc mà em thuê đất hay mượn đất đấy, người ta cho mình thuê mượn bao nhiêu lâu, và nó có thỏa mãn cái khung thời gian để chúng ta, nếu mà hình thành tài sản được nhá, thì nó phải thỏa mãn cái khung thời gian trích khấu hao. Tôi lấy ví dụ như cái nhóm phương tiện, cái nhóm nhà cửa vật kiến trúc kiên cố ấy, là nó sẽ có thời hạn từ 25 cho đến tận 50 năm, ví dụ như thế. Thì khi mà mình muốn hình thành nên cái tài sản đấy thì nó có thỏa mãn cái thời gian là trích khấu hao là 25 cho đến 50 năm hay không ấy. Đấy, hoặc là các cái nhóm khác thì nói chung bạn phải vào cái khung thời gian trích khấu hao của cái nhóm phương tiện vận tải, và bạn xem cái sân bóng này thì nó sẽ thuộc về cái gì, và cái khung thời gian của nó trích là từ bao nhiêu đến bao nhiêu, và công ty mình đi thuê mình có thỏa mãn cái khung thời gian trích đấy không. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là bạn phải xét về cái điều kiện ghi tăng của tài sản ấy. Ví dụ như nó có 3 điều kiện về giá trị là nó phải từ 30 triệu trở lên. Thì bây giờ em phải hỏi, em phải cho cô biết là cái việc em xây dựng đấy là nó hết bao nhiêu tiền, đúng không? Đấy, nếu mà nó thỏa mãn cái giá trị thứ nhất thì bạn em lại phải xét đến cái giá trị thứ hai là cái thời gian sử dụng trên một năm. Cái điều kiện thứ ba là nó phải chắc chắn đem lại lợi ích trong tương lai. Đấy, mà bây giờ cô thấy là cái sân bóng ấy thì nó không, tại vì dùng chỉ là để đá bóng vui chơi giải trí thì nó không đáp ứng cái điều kiện thứ ba, đó là chắc chắn đem lại lợi ích trong tương lai. Thế tuy nhiên là nếu em xây dựng cái sân bóng đấy mà em có chứng từ hóa đơn đầy đủ thì em vẫn cứ tập hợp vào tài khoản 241, và đến khi nào mà xong xuôi đâu đấy thì em sẽ kết chuyển nó vào 242, và em chỉ phân bổ nó không quá 36 tháng thôi. Và khi phân bổ thì em cho nó vào chi phí quản lý, và cái chi này nó là chi có tính chất phúc lợi, mà những khoản chi có tính chất phúc lợi là không được vượt quá một tháng lương bình quân. Đấy, thì em tính đến hai cái vấn đề như thế để mình xác định là nó có được tính vào chi phí hợp lý hay không em nhé.